Đây là bài viết Con trai, con gái, quen nhau sao lại khó? Của tác giả Husky Wonderfly. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Hưởng ứng bài viết Những điều học được ở trai hư trong chuyên mục Nhà nông khởi nghiệp bởi giáo sư Kìa con chim, mình cũng muốn đóng góp một bài viết về chủ đề tình cảm. Tuy nhiên, bài viết của mình thì không chỉ dừng lại ở mức chỉ ra những gì mà một người con trai, một người con gái cần phải làm, mà nó còn rộng hơn thế, là cho thấy một bức tranh tổng quát về gốc rễ của vấn đề. Con trai cần phải tự tin, nhưng tại sao? Tại sao các cô gái xinh đẹp thì lại thường thấy cô đơn? Bài này mình viết lại, mở rộng thêm ý dựa theo câu trả lời của nhà báo Evan Troestad, đăng trong mục tư vấn tình cảm trên Quora. Lý do là vì nhà báo đã chọn một phong cách viết rất khó chuyển thể qua tiếng Việt và vì viết dưới dạng văn phong trả lời câu hỏi nên các ý khá là cụt. Mọi người có thể kéo xuống cuối bài để đọc bài gốc nếu muốn. Bài viết này sẽ giúp làm sáng tỏ những hiểu lầm mà phái nam hay có về phái nữ và phái nữ hay có về phái nam, cũng như giải thích một số hành vi phổ biến giữa hai phái. Những khó khăn riêng của mỗi giới. Như tiêu đề bài viết đã nói ở trên, chủ đề xuyên suốt bài viết này là sự khó khăn trong việc hai người làm quen với nhau. Hãy bắt đầu với việc hai người làm quen với nhau, họ đã trải qua các bước nào để từ hai người xa lạ trở thành một cặp tình nhân. Thường trước khi đến một kết thúc có hậu, đây là những gì mà hai người tự do tìm hiểu nhau thường làm, ít nhất là ở các nước phương Tây. 1. Bằng lý do nào đó đôi nam nữ gặp nhau và biết đến sự tồn tại của nhau. 2. Cả hai tiếp xúc với nhau và dần gây dựng nên những tình cảm ban đầu, rồi họ có thể trở thành cộng sự hoặc bạn thân. 3. Mức độ tiếp xúc được đẩy lên cao thành các buổi hẹn hò lãng mạn. Có thể là vì một người đã chủ động ngỏ lời rủ người kia và người kia đồng ý, hoặc cả hai cứ từ từ tiến đến. 4. Những buổi hẹn hò được duy trì thường xuyên, diễn ra tốt đẹp và cả hai bắt đầu có những đụng chạm về cơ thể, họ bắt đầu gần gũi nhau hơn, như là hôn nhau hay quan hệ với nhau. 5. Cả hai đều cảm thấy những gì vừa trải qua thật là tuyệt. Họ đã trải qua nhiều năm tháng khó khăn bên nhau và đồng thời nhận định rằng người tình của mình hiện nay sẽ là người gắn bó với mình suốt đời, do đó họ quyết định sẽ trở thành một cặp tình nhân. 6. Nếu mọi chuyện ổn thỏa thì họ sẽ tiến tới các quyết định lớn hơn như là cưới nhau, rồi cùng nhau mua nhà, có một hoặc nhiều đứa con và nghỉ hưu bên nhau. Nói chung thì mọi thứ chỉ có vậy thôi, và về độ khó khi tiếp xúc với nhau thì tổng thể là bằng nhau. Nhưng có một điều chúng ta ít khi nhận ra, đó là nam giới và nữ giới gặp khó khăn trong những giai đoạn khác nhau của mối tình và sự khó khăn của họ là khác nhau. Điều đó sẽ được minh họa trong hình vẽ này. Trong biểu đồ trên, trục tung tức là trục dọc, chỉ độ khó càng lên cao càng khó. Còn trục hoành là trục ngang, là cho thấy từng giai đoạn phát triển tình cảm qua thời gian. Chúng ta có thể thấy rằng với nam giới là đường màu xanh, giai đoạn đầu để tiếp xúc với làm quen với một cô gái là một giai đoạn vô cùng khó khăn. Trong khi đó với nữ giới, những khó khăn chỉ bắt đầu đến khi cô ấy gật đầu để chính thức làm bạn với người con trai. Đây là hai câu chuyện để minh họa cho sự khó khăn này. Hùng là sinh viên mới tốt nghiệp, chân ướt chân ráo lên Hà Nội đi làm. Hùng cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa thành phố lớn ít người quen. Hùng cảm thấy cô đơn và luôn đi tìm một bạn gái để sưởi ấm con tim mình trong những ngày đông Hà Nội. Hùng chủ động lên làm quen với các bạn nữ khác ở các câu lạc bộ, trên Tinder, Zalo, Facebook, nhưng mọi thứ rất là khó khăn. Các cô gái đáp lại cho combo tán gái kinh điển mà Hùng áp dụng là sự im lặng và xa lánh. Đối với Hùng, kiếm được một người con gái nói chuyện với mình là vô cùng khó, chứ đừng nói đến việc đi ăn rồi đi coi phim chung. À, nếu như mà các bạn đang thắc mắc combo tán gái kinh điển của Hùng áp dụng là gì, thì nó như thế này này. Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Em hiện đang ở đâu? Quê ở đâu? Em còn đi học hay đi làm rồi? Học trường gì? Lớp mấy? Năm mấy? Khoa mấy? Ngành gì? Làm nghề gì? Công ty nào? Chức vụ là gì? Em làm được bao lâu rồi? Em theo tôn giáo gì? Em cờ đỏ hay cờ vàng? Cho anh xin ảnh em nhé! Em có người yêu chưa? Đúng combo tán gái kinh điển rồi đúng không? Nhưng mà rồi sau những năm tháng đau đớn, Hùng đã rút ra được bài học về cách tiếp cận phái nữ mà anh đã làm quen được với một bạn gái Hà Nội chính gốc. Sau nhiều lần hẹn hò và tìm hiểu những mảng sâu kín trong nhau, cả hai trở thành một cặp đôi và chuyện gì đến thì cũng phải đến. Đối với Hùng, lúc đó mọi thứ thật dễ dàng vì cũng như bao người con trai khác, khi một cô gái đã chấp nhận gần gũi với anh ta thì việc giữ người con gái ấy bên cạnh mình rất là dễ dàng. Có thể nói gần như 99% cô gái ấy hoàn toàn là thuộc về bạn. Ngược lại,
Nga, cô gái mà Hùng quen thì lại phải trải qua những giai đoạn khác nhau. Cô ấy được rất nhiều fan cuồng truy lùng nhắn tin xin làm quen. Khác với Hùng, Nga không hề khó khăn để có được những buổi nói chuyện thâu đêm hay là những bữa ăn lãng mạn. Nga không cần nhọc công bỏ sức vì người ta đã đến. Nhưng cũng như nhiều người con gái khác, Nga cảm thấy việc kiếm thêm một người sẵn sàng chịu hẹn hò với mình thì dễ gấp trăm lần so với việc kiếm được một người vẫn sẽ ở lại bên mình sau khi đã khám phá hết về mình. Trong bài viết gốc của nhà báo Evan Trostot, một người phụ nữ đã quyết định phá rào để đi hẹn hò và ngủ với 4 người đàn ông lạ. Như những gì cô ấy cảm thấy thì rất là bình thường, chẳng có gì gọi là đáng nhớ. Và ngay lập tức, một người đàn ông đã nói rằng cô ấy không biết thế nào là tận hưởng, vì được gần gũi với 4 người khác giới thực sự là một điều hạnh phúc, là một trải nghiệm đáng mong ước. Như vậy, chúng ta có thể thấy con gái tạo ra một rào cản rất lớn lúc ban đầu để sàng lọc những chàng trai và khiến họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các cô gái. Nhưng khi các chàng trai đã vượt qua được rào cản đó để khiến cô gái gật đầu, thì đều lập tức vấn đề lại trở nên vô cùng dễ dàng với các chàng, còn các lo toan thì đổ ập lên các nàng. Câu hỏi khó của con trai là làm sao để nàng chấp nhận mình? Câu hỏi khó của con gái là làm sao để chàng không rời bỏ mình? Nguồn gốc của sự khác biệt. Đầu tiên, chúng ta không thể bỏ qua khía cạnh văn hóa. Trong văn hóa đại chúng từ xưa đến nay và hiện nay vẫn còn phổ biến ở các quốc gia phương Đông, thì người con gái không được phép mất giá. Một người con gái mà ngủ với nhiều người đàn ông khác nhau thì dễ dàng bị coi là dễ dãi, thậm chí là con đĩ. Và do đó bị coi là mất giá, tức là không hợp để trở thành một người vợ hay là một người mẹ có đạo đức. Tuy vậy thì văn hóa đã thay đổi nhiều, con người không còn bị ép vào các khuôn phép ở trên nữa. Do đó chúng ta cần nhìn sâu vào bên trong chúng ta hơn, tức vào bộ gen của mình. Dù hàng chục nghìn năm đã trôi qua kể từ khi chúng ta tiến hóa từ vượn tinh khôn, bộ gen của chúng ta hầu như vẫn không thay đổi mấy. Những bản năng sinh tồn thuở hồng hoang vẫn còn nằm ẩn sâu trong tiềm thức của chúng ta, và việc lựa chọn bạn đời hiện nay vẫn còn bị tác động rất mạnh bởi các bản năng đó. Trong sách The Moral Animal, Why We Are The Way We Are, The New Science of Evolutionary Psychology của giáo sư tâm lý học thuộc trường Princeton Robert Wright, giáo sư đã chỉ ra vấn đề dưới góc nhìn tiến hóa. Trong khi có rất nhiều lý do để tin rằng, theo góc nhìn từ thuyết tiến hóa của Darwin, thì người phụ nữ nên ngủ với nhiều người đàn ông, ví dụ như là vì người đàn ông đầu tiên bị vô sinh, sẽ đến lúc mà người phụ nữ ấy thấy rằng việc quan hệ nhiều hoàn toàn không đáng công sức bỏ ra, sẽ đến lúc cô ấy thấy mệt mỏi và cần nghỉ ngơi hay ăn cái gì đó. Còn với người đàn ông, trừ khi anh ta sắp chết đói, thì anh ta sẽ không bao giờ mỏi mệt với chuyện tìm kiếm bạn tình. Với mỗi người tình mới, anh ta lại có thể có cơ hội sản sinh ra nhiều hậu duệ cho thế hệ sau, tức một hành động có ý nghĩa hơn nhiều so với việc ngủ trưa hay là ăn, theo góc nhìn của thuyết tiến hóa Darwin. Hai nhà nghiên cứu tâm lý học dựa trên thuyết tiến hóa là Daly và Margot Wilson đã viết ngắn gọn như sau. Với giống đực, luôn luôn có một thứ gì đó tốt hơn ở ngoài kia. Tất nhiên là phụ nữ cũng luôn luôn muốn tìm kiếm các cơ hội tốt hơn để duy trì nòi giống, nhưng họ nhấn mạnh về chất lượng hơn là số lượng. Sinh con là một việc đòi hỏi rất nhiều thời gian, đó là chưa nói đến năng lượng tiêu tốn, cũng như số lần sinh sản cô ấy có thể thực hiện. Do đó mà mỗi đứa trẻ, từ cảm quan của người mẹ, sẽ là một cỗ máy gen vô cùng phức tạp. Do đó việc phải duy trì được sự sống sót và sau đó sẽ tiếp tục đẻ thêm là một việc quan trọng hàng đầu. Vì vậy mà dưới góc độ tiến hóa theo Darwin, thì việc người phụ nữ phải kỹ càng trong việc chọn lọc người đàn ông ở bên mình suốt quãng thời gian ấy để giúp tạo ra cỗ máy gen tinh xảo ấy là hợp lý. Từ đó chúng ta có thể suy ra, nữ giới rất cần một người để bảo vệ cô ấy. Để mở rộng ra một chút, mình sẽ chia sẻ thêm vấn đề này với các bạn đọc về việc nữ giới và nam giới nhìn thế giới khác nhau thế nào. Một nhà nghiên cứu xã hội Jackson Katz đã hỏi các sinh viên trong lớp học của mình rằng họ đã làm gì để phòng tránh việc bị quấy rối tình dục hàng ngày. Những câu trả lời của các nam sinh và các nữ sinh được tách ra làm hai cột như dưới đây. Các sinh viên nam thì trả lời duy nhất một câu rằng Nothing, I don't think about it. Chẳng có gì cả, tôi chẳng nghĩ về điều đấy luôn. Còn đối với các sinh viên nữ thì có vô số hàng loạt các câu trả lời khác nhau được đưa ra, như là giữ chìa khóa như là một vũ khí quan trọng, kiểm tra ghế sau trước khi lên một chiếc xe ô tô, luôn luôn mang theo điện thoại di động, đừng đi bộ vào buổi tối, vân vân. Nói chung là nhiều lắm. Như vậy, với nam giới, chiến lược tìm bạn tình hợp lý nhất là quen được với nhiều người và chọn lọc ra người tốt nhất trong những người mình quen. Còn với nữ giới, chiến lược tối ưu nhất là đặt chất lượng lên trên số lượng để đảm bảo khả năng rất cao là mình tìm được người sẽ ở lại bên mình, bảo vệ, chứ không ăn xong rông. Áp dụng.
Chúng ta như vậy đã nhắc đến phần lý thuyết khá nhiều và bạn đang hỏi, ừ, cũng thú vị đấy, nhưng mà nó giúp ích gì cho việc cure crush của tôi? Biết được những điều trên giúp bạn giải đáp được các thắc mắc phổ biến dưới đây. Nhưng trước hết, mình đăng lại cái đồ thị ban nãy nhé. Từ góc nhìn nữ giới, tại sao đàn ông lại mê gái hay là thích dê vậy? Chỉ lên trên. Từ góc nhìn nam giới, tại sao tán tỉnh qua điện thoại, mạng xã hội rất khó và vô cùng khó thành công? Cũng là một sự thật là khi bạn tán tỉnh qua điện thoại thì bạn đã cầm chắc 90% thất bại. Đừng hỏi mình số liệu ở đâu ra, bí mật. Cho dù bạn có lên các diễn đàn như là Voz hay là Facebook page Dota 2 Việt Nam, CSGO, Spider Room's Confession, cái này có tồn tại đấy. Để xin tips từ mấy chàng pro cưa gái lão luyện thì khả năng rất cao bạn vẫn cầm chắc thất bại. Những lý thuyết ở trên đã chỉ ra rằng nữ giới đặt ra tiêu chuẩn chọn bạn đời rất cao ngay từ lúc đầu, và cái quan trọng là họ không chỉ chọn ra người đàn ông tốt mà người đàn ông ấy phải tốt hơn cả những người khác. Hãy nghĩ đến vấn đề tán tỉnh qua điện thoại. Bạn đoán xem có bao nhiêu người cố gắng làm thơ, tán hưu tán vượn cô ấy qua điện thoại và mạng xã hội. Điều gì khiến bạn trở nên đặc biệt khi bạn cũng cầm chiếc điện thoại lên và tán tỉnh với cô ấy qua tin nhắn hay là qua Facebook? Chẳng lẽ không có người nào khác ngoài bạn chúc cô ấy ngủ ngon à? Thêm vào nữa, làm sao cô ấy có thể biết được bạn là một người đáng tin tưởng chỉ vì bạn nhắn tin, hỏi ăn cơm chưa, chia sẻ mấy video chó mèo? Hãy quay lại phần giải thích ở trên. Nữ giới chỉ muốn hai điều là sự chân thành và sự an toàn. Từ góc nhìn nữ giới, tại sao nhiều cô gái xinh đẹp lại cô đơn? Nữ giới xinh đẹp thì thường có xu hướng cẩn trọng hơn trong việc chọn bạn tình vì vẻ đẹp của họ cuốn hút rất nhiều người, thượng vàng hạ cám đều đủ. Nhưng việc đẩy tiêu chuẩn đầu vào lên cao của họ lại vô tình khiến những người khác thực sự tốt cũng cảm thấy không với tới, do đó từ bỏ họ. Như đã nói ở trên, nữ giới quan tâm về chất lượng hơn số lượng, họ mong có được sự kết nối tình cảm sâu đậm. Do đó, dù nhìn bên ngoài các cô gái được nhiều chàng trai vây quanh, và thậm chí đã quan hệ với những chàng trai đó, thì sâu thẳm bên trong họ vẫn cảm thấy cô đơn. Còn những chàng trai nhìn vào thì thấy rằng nàng này thật sướng, nhiều anh bao quanh, chắc là không cần mình. Từ góc nhìn nam giới, tại sao mấy cô bỏ qua trai tốt? Tương tự với vấn đề tán tỉnh qua mạng xã hội, tin nhắn đã nêu trên, những người hay tự nhận là trai tốt thực chất chỉ dùng từ đó để che đậy vỏ bọc nhút nhát nhạt nhẽo của mình. Như đã nói, một người không chỉ là tốt mà anh ta phải tốt hơn những chàng trai khác mà cô ấy đã biết để có thể được cô ấy để ý. Anh ta phải có những thứ như là... thôi, bạn hãy đọc bài của giáo sư Kìa Con Chim để tìm hiểu thêm nhé. Từ góc nhìn nữ giới, tại sao chia tay xong vội quen người khác thì tình cảm với người mới lại không bền vững? Sau khi chia tay, nhiều người vì lý do tâm lý buồn bã mà quyết định vội vàng tìm một người khác để lấp khoảng trống. Tuy nhiên, trong lúc làm hành động này, họ đã hạ tiêu chuẩn của họ xuống. Tức là mức đầu vào cho các chàng trai không còn khó như trước, dẫn đến việc họ dễ dàng quen một người mà họ không đạt được chuẩn mà bình thường họ đề ra. Khi tâm lý ổn định lại, người con gái sẽ thấy rằng họ đã sai lầm, rằng những gì họ kỳ vọng ở một người con trai nó không có ở người hiện tại. Lúc đó họ sẽ có xu hướng tìm một người mới. Tất nhiên, đôi lúc họ vô tình vẫn tìm được người mới đạt chuẩn, nhưng trường hợp đó ít có khả năng xảy ra. Khi chúng ta đau khổ, chúng ta khó mà đưa ra được những quyết định đúng đắn. Kết luận. Hy vọng bài viết này đã giúp mọi người tìm hiểu rõ hơn về những khó khăn khi tìm hiểu nhau giữa nam và nữ, cũng như những khác biệt về kỳ vọng mà cả hai dành cho nhau. Hiểu được những điều này sẽ giúp chúng ta chọn ra lối hành xử phù hợp, cũng như hiểu được cách để đến được con tim nhau dễ dàng hơn. Chúc may mắn! Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và subscribe ủng hộ chúng mình nhé! Nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Khánh Linh. Bye!